Em chào bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Em làm video nhưng mà ngày mai mới up. Hôm nay em sẽ làm video về ba cái cây mà các bác khá là quan tâm. Đó là cây cây 50 trắng Bảo Duy và cây Người Đẹp Không Tên và cây 50 trắng Tản Viên. Vì những cái cây này nó khá là VIP. Cả cây Juliet nữa khá là VIP nên là sẽ có rất là nhiều các cây chỗ nó bán cây, và rất nhiều bác có hỏi em là sơ bộ để mà mình nhận diện những cái cây đấy. Thì thực ra là những cái cây đấy mà để mà nhận diện thì em cũng chưa có cầm cây và giữ cây được nhiều cả, em cũng mới va chạm với những cái cây ấy thôi. Thì nói chung là có cái gì mà nhận biết nó dễ dàng thì em sẽ chia sẻ lại cho mọi người về cái cách để mọi người có thể là nhìn sơ bộ cho nó. Thì ở đây là em có cây 5 cành trắng Tản Viên. Cây này là em ao ước rất là lâu rồi, tại vì mặt hoa của nó rất là lạ. Ngày xưa nó giá tiền nó ngang với cây Bảo Duy. Ngày xưa nó ngang tiền cây Bảo Duy. Em bảo treo lên xử lý côn trùng và treo lên vẫn chưa có thời gian. Ở đây là cây Bảo Duy. Trời cũng khá là tối rồi và em lại vừa mới tưới cây xong. Nhưng em sẽ nói làm sao mà truyền đạt hết cái ý của em để cho mọi người có thể là nắm bắt được. Ở đây là lô 50 trắng Bạch Tuyết. Cái này em mới có lấy về thôi. Toàn những cái cây rất là đẹp. Nhưng mà đẹp thì nó cũng đi kèm với cái giá của nó là cao tiền. Nó đẹp lắm. Nó mắt rất là to này, thô lố này. Và thân thì to rất đều từ gốc đến ngọn. Ở đây có một cái cây 50 trắng Bảo Duy nữa. Đấy. Thì các bác sưu tầm cây ấy, với những cây Bảo Duy và Người Đẹp Không Tên, rồi là 50 trắng Tản Viên và Juliet, thì cái số lượng cây là nó chưa có nhiều ở trên thị trường. Nó rất là hiếm cây. Nên là các bác mua và va vấp thì hầu như là sẽ chỉ có va vào những cái kỳ thôi. Thì em sẽ cho mọi người ngắm một số cái key để các bác có thể là cảm nhận riêng. Có một cái cây rất là đặc biệt, đó là đây là cái cây 50 trắng Ướt Mi đi. Ướt Mi thì em nhìn cây 50 trắng Ướt Mi, cái thân lá của cây 50 trắng Ướt Mi này với thân lá của cây Đôi Mắt và Lây Cu, nó gần như không có điểm khác về thân lá. Nó đều là những cái loại lá thô ráp lì, không có bóng, rất là giống. Nên các bác, nói chung là cái phần nó tiền nó cao quá như này thì các bác cũng chưa có sưu tầm đến và cũng chưa lên có một cái suy nghĩ gì về cái cây này cả. Cái cây Đôi Mắt và Lấy Cu. Còn cây Ướt Mi ấy, thì các bác có thể sưu tầm rồi. Tại vì em nhìn không điểm khác, mặt hoa của nó cũng lơ lơ như nhau. Tất cả đều lơ lơ như nhau. Trên tay em đây là một cây 50 trắng Người Đẹp Không Tên. Đấy. Thì này là kia ở trên thân xuống. Và ở bên này em cũng có một kỳ Người Đẹp Không Tên. Kỳ này là kỳ ươm tự nhiên. Nó cũng đã chuẩn bị thắt ngọn rồi. Được khoảng 8-9 cm thắt ngọn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cây Bảo Duy trước. Các bác sẽ có cảm nhận ở cái cây Bảo Duy khi mà mình nhìn thấy nó, kể cả là qua hình ảnh, qua video, tất cả mình sẽ cảm nhận ngay
nó sẽ có một cái màu xanh, nó màu xanh rất là đậm, thằng nào ấy nhỉ, màu xanh rất là đậm, nó như kiểu một cái màu xanh của cái cây lá chuối, như một cái lá cây chuối mà cái lá già của cây chuối đấy, cái lá già của một cái cây chuối, tức là không phải lá non. Ví dụ cây nằm trong bạch tuyết thì các bác dựa vào cái màu lá là màu lá xanh, kiểu xanh nõn chuối, nhưng mà cái cây này thì hoàn toàn khác, nó là xanh, màu xanh của lá chuối già. Mà trên thân lá này, mọi người cảm nhận ngay ở trên cái thân lá này, trên cái lá này nó có những cái đường chỉ khắc rất là sâu. Đây, các bác có thể cảm nhận ngay đây. Đấy, có đường chỉ rất là sâu. Cây nào cũng vậy thôi, cây này cũng vậy thôi. Đây là em tưới nước vào thì các bác sẽ không nhìn thấy, nhưng mà đây này, mọi người nhìn chưa, đường chỉ của nó rất là sâu. Đấy, các bác chỉ cần quan tâm đến cho em là hai cái vấn đề, hai cái màu sắc và cái đường chỉ. Khi mọi người mua cây mà người ta lấy led thật là led, chụp cho tôi cái lá vành lên như này, chụp cho tôi cái lá để chỉ rất sâu. Còn cái vấn đề là chỉ trên thân này thì hầu như là cái cây nào nó cũng có kích thước chỉ thân này, thì mình không để ý gì cả, cái đấy mình không để ý. Các bác có thể cảm nhận ngay ở những cái cây này của kỳ bé tí như con dĩnh này, nó đều là như vậy hết. Cái chỉ này nó rất là sâu. Con dĩnh này nó cũng đã thế rồi. Cái chỉ trên lá này mặc dù tưới nước vào như mọi người nhìn rất là sâu. Còn về cái cây gọi là cây người đẹp không tên, thì cái về cái thân lá của cái cây người đẹp không tên này thì nó giống rất là nhiều cây. Về cái bề lá này, mọi người như cái bề lá này nó giống rất là nhiều cây. Nó giống cây lâm sung này, nó giống cây ướt mi này, và một số cái cây ví dụ như ở trên mặn Vĩnh Phúc thì có cái cây gọi là cây năm cành trắng cụ Lý, nó giống nhất cái cây này về cái bề mặt lá này. Tại vì bề mặt lá của cây người đẹp không tên là cái bề mặt của nó là cái dòng lá không có bóng, mà nó có những cái kiểu cái sần sùi này. Đây mọi người nhìn chưa, nó rất là sần sùi, giống như cây ướt mi nó cũng vậy, và cây lăng quỳnh trắng lâm sung nó cũng vậy. Nhưng mà nó có một cái điểm rất là khác biệt là các bác có thể cảm nhận được, đó là những cái lá gốc của nó, cái lá gốc đây là những lá gốc nó tròn như một đồng xu, nó rất là tròn, hy hữu với có những cái lá mà nó dài thôi. Nếu như mà lùi tốt thì nó rất là tròn, hy hữu với có những cái lá nó dài thôi. Những cái lá gốc này bao giờ nó cũng phải rất là tròn như này, và cái bề mặt nó rất là như kiểu là nó như kiểu là giấy giáp nó đánh vào ấy, nó không được được bóng, nó rất là lì bóng. Đấy là cái cây không tên. Còn về cái cây Juliet này thì sao, các bác cũng mua kỳ thì mình cũng không quan tâm đến cái phần là cây lớn, thì các bác cứ nhìn vào cái cây Juliet là một cái cây nó rất là dễ để các bác nhận biết, nó là cây dễ nhận biết nhất trong các loại cây. Tại vì Juliet nó là cái cây mà nó đi hình zig zag và nó lớn rất là khù khoằm. Đây mọi người nhìn này, nó cứ bệt xuống mặt chậu, nó đi hình zig zag. Từ những cái kỳ nhỏ cho đến những cái cây lớn nó đều có một cái dạng cây dạng đi kiểu như vậy. Và cái thằng Juliet này nó lên cước chỉ rất sớm. Tức là cái cước chỉ này mọi người này. Đây người ta gọi là cước chỉ này. Đấy, cái chỉ trắng này nó lên rất là sớm.
nó không giống như bất cứ một cây nào cả. Bây giờ ví dụ những cái cây kia ấy, thì nó lộ cái cước chỉ này nó phải về đến cuối năm, cuối năm nó mới lộ cước chỉ. Ví dụ đây các bác có thể nhìn thấy với cái ông không tên này, đến cuối năm nó mới lộ cước chỉ. Kể cả là ông Bảo Duy này cũng vậy thôi, cuối năm nó mới lộ cước chỉ. Cây này thì nó là cái mầm gốc lách nên là nó thoát đốt sớm thì nó mới lộ cước chỉ sớm, chứ còn bây giờ nó vẫn chưa lộ đâu. Nhưng mà thằng Juliet này nó lộ cước chỉ từ rất sớm, nó cứ thoát bẹ lá cái nào nó sẽ lộ cước chỉ. Đây mọi người nhìn cái chi bé tẹo, nó đã lộ cước chỉ rồi. Và cái thằng Juliet thì nó là một cái dòng gọi là lá nhựa, lá rất dày, lá nhựa, các bạn cảm nhận nó lá nhựa, nó không phải là dòng lá mỏng, nó nhựa nó dày lắm. Nó đặc điểm của nó là như vậy. Và trên thân lá của nó cũng có cái chỉ âm này, chỉ âm này rất là sâu. Nó không giống như cây long cái trắng mắt trâu. Long cái trắng mắt trâu nó cũng là một cái dòng lá lì, lá lì gọi người gọi là lá giáp ấy, lá khô giáp ấy. Nhưng mà nó lại có cái chỉ lồi. Đằng long cái trắng mắt trâu nó lại có cái chỉ lồi. Đây là các bác phải quan tâm. Còn cái cây long cánh trắng tản viên này thực sự là các bác hỏi em thì em chịu chết, không em không có cái gì lý giải được cái cây này, tại vì nó không có một cây điểm gì giống cái điểm gì, nó giống y như cây làm một cây hồng á hậu, nó không có điểm riêng biệt để mà nhận biết. Đây, mọi người nhìn chưa, đây là cây long cánh trắng tản viên nhá, không có điểm nhận biết. Còn về mặt hoa ấy, thì ở trong cái top này ấy, hiện tại đến thời điểm bây giờ thì cái cây người đẹp không tên là cái cây mang cái tầm tiền cao nhất. Rồi đến cái cây Bảo Duy là cây này nó mang tầm tiền là thứ nhì. Và đến Juliet và cây tản viên nó xem tiền nhau. Đây cây tản viên và đây là cây Juliet, nó xem tiền nhau, bức tiền như nhau. Còn về mặt hoa của cái cây không tên, cây Juliet và cây tản viên thì các bác nghe và cũng nhìn nhận khá là nhiều rồi. Em không biết là hôm trước em có đăng cái bài ở trên Facebook, em có đăng bán một cái cây người đẹp không tên, thì có cụ vào vườn lan, đặt tên là vườn lan rất là hoành tráng, thì vào lại bảo đấy là cây Bảo Duy thì em chịu chết. Thì các bác phải đầu tiên là mình phải nhìn cái mặt hoa, các bác sẽ phải mất thời gian để định dạng nhìn cái mặt hoa như nào, là bông hoa nó như thế nào. Thì các bác cảm nhận đây là bông người đẹp không tên, một khuôn bông nó thực sự là rất là đẳng cấp, nó quá đẳng cấp. Đây là cái bông người đẹp không tên, nó là một bông bầu cánh mai rất là phê và lưỡi rất là nhiều tuyết, hay là người đẹp không tên. Thì các bác cũng có thời gian thì nên tìm hiểu vào cái này trước, sau đó là mọi người sẽ tìm hiểu mua đến cây sau. Còn về cái cây Bảo Duy thì cái cây này là cái cây mà nó đình đám, rồi nó lên hết tivi đọ đến tivi kia, rồi người nó thế nọ thế kia, để về những cái bước giao dịch đầu tiên thì các bác biết đến cây này rồi. Thì mặt hoa của nó đây, thực ra là cây Bảo Duy thì nó lở là nó tùy vào cái tiểu khí hậu, tùy vào nhà vườn, nó không bao giờ là nó không được, em nghĩ là nó không được ổn định. Tại vì năm vừa rồi nó lở rất là xấu, nó lở còn xấu hơn cả cây bạch trà nhà em, nó lở nó xấu lắm. Nên cây Bảo Duy, nhưng mà nó là khắc sâu và nó thành một cái thương hiệu rất là lớn rồi. Và thứ hai là cái cây Bảo Duy nó rất là khó nhân giống. Các bạn hình dung là một cái mầm gốc này, hoặc là một cái ki này, nếu như mình can thiệp thuốc kích mầm mà không đúng cách là nó, cái mầm gốc nó cũng ra hoa, cái mầm gốc nó cũng ra hoa đấy, chứ không phải là cứ ở trên thân này nó ra hoa đâu. Cái mầm gốc này, cái mắt gốc này, mắt gốc một ra
kỳ, hai ra hoa, một lên mầm gốc, hai ra hoa. Và mình can thiệp không đúng ấy, bình thường cái mắt gốc ấy nó chỉ có thể là ra mầm, ra kỳ thôi. Nhưng mà cái thằng Bảo Duy này nó có xác suất 50-50 là ra hoa. 50% ra hoa, 50% ra mầm gốc. Đó là cái thằng Bảo Duy. Và cái thằng Bảo Duy này này là cái giống mà rất khó để nhân được kỳ, nhân được giống. Người ta như năm vừa rồi em được biết là cái vườn lan Dũng Trang ươm hơn 100 mắt Bảo Duy nhưng mà lên được có 2 cái thôi. Không có lên được nhiều đâu mọi người nhé. Nhưng mà cái thằng người đẹp không tên này, nó một cái giống cực kỳ dễ hoa và cũng cực kỳ dễ kỳ. Tức là tỷ lệ nó rất là dễ làm hoa mà cũng rất là dễ làm kỳ. Nó giống như cây năm cây nhãn Bạch Tuyết và giống như kiểu là cây năm cây nhãn Phú Thọ, rất là dễ làm. Nên là cái thằng người đẹp không tên này mặc dù là nó cao tiền hơn thằng Bảo Duy, nhưng mà số lượng cây của thằng người đẹp không tên này nó nhiều hơn đấy. Mặc dù là nó là cái cây sinh sau đẻ muộn nhưng mà nó vẫn nhiều hơn số lượng của cây năm cây nhãn Bảo Duy đấy. Cái một các bạn hình dung là như vậy. Còn về cái cây tản viên thì ngày xưa là giá tiền, đây là cây năm cây nhãn tản viên này, giá tiền nó ngang xem tầm cái cây Bảo Duy, nó chênh nhau không đáng kể đâu. Và cái mặt hoa của nó thì rất là đặc biệt, nó không phải là một bông bầu hẳn và cũng không phải là một bông cánh tiêu hẳn. Đấy, nó rất là khù khoằm và đôi mắt xước rất là đẹp. Nhưng mà nó có một cái lưỡi này, mọi người nhìn cái lưỡi của nó này. Cái lưỡi này là cái lưỡi gọi là đặc trưng riêng của cái bông này hay sao ấy. Và cái lưỡi này nó cũng tạo lên một cái điểm nhấn cho cái bông hoa này, nó tôn lên cái vẻ đẹp của bông hoa này. Ví dụ như cái bông này mà nó bầu hẳn mà nó có cái lưỡi như này thì vứt đi, nhưng mà nó là một bông không bầu hẳn và cũng không tiêu hẳn. Cánh tiêu là cái bông hoa mà cái cánh này nó bé, hai cái cánh vai này nó bé thì gọi là cánh tiêu. Như đây các bác có thể để ý là 5 cây cánh này nó đều bằng nhau hết. Bình thường một bông bầu ấy thì hai cái cánh vai này nó sẽ to hơn là hai cái cánh đài, ba cái cánh đài. Đấy, thì là cái bông hoa này ấy, thì nó lại 5 cây cánh này nó bằng nhau, nhưng mà nó lại có một cái lưỡi rất là đặc biệt và đôi mắt hút hồn, nên là giá của nó cao là như vậy. Đây, mọi người nhìn chưa, rất là phê. Cái cây này thực ra là cái cây năm cây trắng tản viên này là em thích hơn là cái cây năm cây trắng Bảo Duy. Tại vì mỗi một người nó sẽ có một cái cảm nhận khác nhau, và mỗi một người có một cái đánh giá mà một cái mắt khác nhau, nên là mỗi một bác sẽ có cái cảm nhận thích khác nhau. Ngày xưa là em ao ước cây này nhất, thì bây giờ em đã sở hữu được nó rồi. Và hôm trước em bán một cái ghi núi lon ở đây rồi cho một người bạn em. Đấy, rất là phê. Nhưng mà giá cây này bây giờ này nó thấp hơn cây Bảo Duy khá là nhiều. Ví dụ như cây kỳ này hôm trước em bán núi lon là 2,5 triệu, 2,5 triệu một cái, cũng không phải là cao. 2, 3, 4, 5 5 lá, 5, 5, 2, 5. Đấy, cũng không phải là cao. Hôm trước là em có hỏi một cái nhà vườn ở bên Hải Dương là người ta đòi 980.000 một lá, thì các bác biết là nó nhân tiền ra thì cao tiền hơn là Bảo Duy. Đây mọi người có thể nhìn kìa, hai cái màu xanh nó rất là khác nhau nhá. Đấy, Bảo Duy đó là như vậy và cây này nó như vậy, nó có điểm khác nhau, nhận dạng khác nhau, nhưng mình chưa gọi là chưa sâu, nên là gọi là theo cái cảm nhận cá nhân để mình đánh giá thôi. Juliet, bông này, bông Juliet là em cũng khá là khoái, thích lắm. Một trong những bông hoa mà em ao ước rất là nhiều. Juliet tản viên và không tên. Chứ còn Bảo Duy thì em lại không có thích lắm. Không có thích lắm. Không thích bằng. Nhưng bông kia già nan nha em. Giờ thì cũng khá là nhiều cái cây gọi là Bạch Tuyết rồi. Trước chỉ mơ ước là có một cái sạp này thôi, nhưng bây giờ thì nó nhiều hơn cái sạp này khá là nhiều rồi.
Em sẽ phải kiếm thêm một cây 50 tráng mắt trâu nữa. Cây này nó đang bị bệnh mọi người này, vàng hết lá, chả biết bệnh gì. Đây nó cứ bị ở đầu lá này. Nếu như mà mình phát hiện ra mình cắt này đi là xong, nhưng mình không phát hiện ra nó lan ra như này. Nên các bác mà bị như này, bị nhìn cái này bị là lên lấy cái dao tem cắt bỏ đi. Thì em bận quá không nhìn, cũng không có thời gian nhìn. Đây mọi người nhìn cái cây 5 cánh trắng mắt trâu này. Đấy, cái chỉ này nó nổi lên này. Và nó lì, rất là lì, rất là cái lá của nó cảm nhận nó rất là rác. Nếu nó không kiểu là bóng lá, và lá của nó ấy, là lá tre rất mỏng, gọi là lá tre nó mỏng lắm. Các bác hình dung cái lá của cây tre như nào thì cái lá của này cái nó cái chỉ này nó cũng y như lá của cây tre. Đấy là mọi người mua cây ấy, thì để ý một chút, thì em sẽ phải cắt cái này đi, không là nó hỏng hết. Này cắt đây. Cái này nó cũng thắt ngọn rồi, nhưng mà nó bị rụng cái lá này thì cái đoạn thân này nó sẽ không có béo, chấp nhận thôi mọi người ạ. Nhưng mà sang năm này nó vẫn cứ đẻ được cho mình những cái mầm gốc siêu to khổng lồ, nếu như có một bộ rễ khỏe. Bạch tuyết. Rồi em lan man với mọi người một chút nữa nhá. Hay là xuống đây, tại vì video nó dài rồi. Ở đây là cây nằm trong mắt trâu này mọi người này. Cây này treo đây nó thoáng, chả bị gì cả. Lớn rất là nhanh. Tầm này nó phi ngọn nhanh lắm. Cây này em tưởng là kém phát triển cơ, nhưng mà có ai ngờ đâu là nó lớn nhanh quá. Trước có bác cứ suốt ngày gại em cái cây này nhỉ. Nhưng bây giờ có mua được mắt trâu đâu, không mua được, hết cây rồi. Ngày xưa này em bán cái lô về sau ấy, là em cắt, em chấp nhận là em cắt lỗ để em đầu tư vào không tên, với cả là Bảo Duy đấy, đầu tư mua vào đấy. Những cái lô mà ở đây này, kể cả là cái lô cây hồng hồng bồng lai đấy, trước em để đây này, Bảo Duy à quên là bồng lai, với cả là cây mắt trâu ấy, lô ki ở đây em chấp nhận, tại vì mình thấy là cái giá của cây Bảo Duy, cái giá của cây không tên ấy nó xuống, mà mình bán được vài cái ki bồng lai với vài cái ki mắt trâu đi là mình có thể đầu tư vào được cái cây Bảo Duy và cây không tên này, em lập tức em đầu tư ngay. Đấy, đầu tư thêm cây được cây này nữa để bán đi để cắt lỗ. Đã cắt lỗ thì chủ yếu là em đầu tư vào cây này, chủ yếu đầu tư cây này, chứ còn cây Bảo Duy này là em cũng không có ý định đâu. Cây Bảo Duy này thì em bán cho một bác ở trên Hà Nội rồi, ngày mai em sẽ gửi cho bác ấy. Cây này em bán khá là cao tiền đấy, nhưng cũng không có rẻ đâu. Như các bác mua ở trên các cây live stream ấy, chắc là chỉ có mấy trăm nghìn thôi, nhưng cái cây này hiện tại em bán là 17.500.000 đấy, không có rẻ một tí nào đâu. 17.500.000 cây này. Rồi em là sĩ Hải Phòng, chúc cô chú chị có buổi tối vui vẻ. Hẹn mọi người cái video lần sau.